Chương 184: Uy lực của phù khôi. Cơn lốc nguyên lực đáng sợ ngay lúc này với một khí thế rời non đất biển điên cuồng thổi quét qua xung quanh gần trăm trượng. Tất cả cây cối đều là bị làm cho gãy. Trong thời gian ngắn ngủi, mảnh rừng này liền trở nên trống trải lạ thường. Hưu, kim quang đỏ rực tràn ngập chân trời, một thân ảnh từ đó phi ngược ra, rơi mạnh xuống giữa núi rừng, giữa đường làm cho gãy rất nhiều cây to, cuối cùng từ từ dừng lại. Phốc xích, người rơi xuống đất chính là Lâm Động, sắc mặt hắn lúc này tái nhợt, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra. Có điều tuy rằng tình hình không được tốt lắm, nhưng ánh mắt của hắn lại là nóng vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn đối chiến với cao thủ tạo hình cảnh, tuy rằng gian nan nhưng lại vô cùng vui sướng. Giữa không trung kim quang gào thét, một đạo thân ảnh cũng bị chấn kinh nhanh chóng lùi ngược lại. Có điều khi cước bộ lùi khoảng 10 bước, hắn mạnh mẽ quát một tiếng, kim thương trong tay xoay mạnh, giữa không trung mới có thể đứng vững lại. Tuy rằng nói cơ thể đứng vững, nhưng vẫn có một loại kình phong phá thể cường mãnh mà ra, khiến cho một vài mảnh núi đá phía sau đối phương vỡ vụn. Hạo Tiểu Tử sắc mặt Vương Viêm lúc này tái mét, bàn tay nắm chặt lấy đại kỵ la kim thương, ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía thân ảnh của Lâm Động nơi xa. Hắn không ngờ tới đối phương lại khó giải quyết đến thế, thậm chí là sau khi dùng đến đại la kim thương vẫn có thể ngoan cường chống trả tới mức này. Hắn vốt rất ương ngạnh, tuyệt đối không cho phép bản thân mình trong tay một tiểu tử chỉ nguyên đan đại viêm mãn có kết quả thế này, cho nên hôm nay bất luận thế nào đều phải giết được Lâm Động. Ta đây muốn biết người hôm nay rốt cuộc có thể đỡ được bao nhiêu thương của ta. Trong ánh mắt sự lạnh lùng dâng tràn, sát ý tràn ngập, Vương Viêm vốn lớn tiếng quát. Lúc nãy công kích của Lâm Động đích thực là cuồng mạnh kinh người, thậm chí có thể giao thủ cùng hắn, nhưng nhãn lực của Vương Viêm cũng hơn người, tự nhiên nhìn ra sự công kích khi nãy của Lâm Động chỉ là khinh lực mà thôi, cùng với mức hùng hồn của nguyên lực không thể kéo dài như vậy được. Tiếng quát vừa dứt, kim thương trong tay Vương Viêm lại rung lên, thân ảnh nhanh chóng phi tới, người thường hợp nhất hóa thành một luồng sáng màu vàng cát ngang trời, đem một cái luồng thường khí sắc bén vô cùng bá đạo điên cuồng hướng phía Lâm Động. Những lời kim quang lướt qua, dưới mặt đất trực tiếp lướt ra thành những cái hố sâu, giống như là một con mãng xà dữ tợn lăn lộn trên nền đất. Nhìn dáng vẻ đó, Vương Viêm hiển nhiên là sát ý lồng nặc. Những biểu hiện của Lâm Động đều khiến cho hắn hiểu rằng người này vẫn là sớm ngày trừ diệt vẫn tốt hơn, nếu không thì ngày sau e rằng là một cái phiền phức lớn. Kim quang tràn ngập phía chân trời, nhanh chóng phóng lớn tới nhãn đồng của Lâm Động. Có điều lần này hắn lại không hề né tránh, chỉ là ánh mắt điềm nhiên nhìn chằm chằm vào đạo kim quang đó. Chịu chết đi! Kim quang trong nháy mắt đã phi đến, nhìn Lâm Động không hề động đậy, gương mặt Vương Viêm hiện lên nét dữ tợn, cánh tay đột nhiên rung lên, kim quang trong tay giống như là con sao long màu vàng tỏa ra sát khí sắc bén bổ xuống Lâm Động. Hưu, kim quang xẹt qua, chớp mắt đã tới. Nhưng mà ngay lúc đạo kim quang đó bổ xuống Lâm Động, một thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện, cơ thể màu thanh đồng, cũng là ngay lúc này phát ra ánh sáng chói mắt, chợt một quyền tung ra, hoành long long. Một quyền này không hề có dấu vết gì, nếu có cũng chỉ là nguyên lực chuyển động cuồng bạo vô cùng. Những cái nguyên lực này dường như tụ thành tinh thể, một quyền tung ra không khí lộ tung, thậm chí ngay cả cây cối cũng nở bang một tiếng thành bột phấn rải khắp trời. Quyền phong đáng sợ như đột nhiên ào tới, cũng khiến trong mắt Vương Viêm xuất hiện vẻ kinh sợ. Nhưng hắn chưa đợi được lấy tinh thần thì quyền phong thanh đồng cũng không chút thương tiếc, hùng hằng chút xuống mũi nhọn của cây thương. Đồng, tiếng gào thét chậm thấp vang lên, đột nhiên vang lên trong khu rừng này. Từng đám rừng lần lượt đổ rạp xuống. Nếu như trên bầu trời có thể nhìn thấy một cái luồng kình phong mạnh mẽ đang khuếch tán với cái dạng huỳnh tròn. Những cái lời kình phong lướt qua, rừng cây rậm rạp trực tiếp trở thành bình địa. Những con yêu thú xui xẻo trong đó ngay cả đến kêu gào còn không kịp, bị đè nát thành đống thịt nát. Bằng kình phong đáng sợ gào thét, hai cái thân ảnh trong chính giữa đó đều là bị chấn động bay ngược gần trăm trượng trên mặt đất, tạo thành hai vết tích cực kỳ dữ tợn. Chuyện gì đây? Ổn định thân hình, trên mặt Vương Viêm hiện lên chút đỏ, chợt mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn thân ảnh thanh đồng cách đó không xa. Sau đó nhãn đồng chợt co lại. Phù khôi, đạo thân ảnh thanh đồng Vương Viêm vốn là không xa lạ, vì trong mộ phủ bọn họ có gặp, chỉ là lần đó là bốn người bọn họ liên thủ mới có thể giải quyết đối phương.
Lúc ấy bọn họ còn thèm thuồng đối với vật đó. Có điều đáng tiếc trong phù khôi đó lại là tàn dư của một vị cao thủ niết bàn cảnh cường giả ấn ký, cho nên bọn họ khó thể can tâm bỏ cuộc. Nhưng mà hắn làm thế nào cũng không ngờ rằng phù khôi khiến hắn lòng tham ấy ngày nay lại xuất hiện trong tay Lâm Động. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối trong mộ phủ chứ? Vương Viêm sắc mặt xám xanh, hắn biết rõ điểm mạnh của phù khôi này không chỉ so sánh được cao thủ tạo hình cảnh, và lại không có chút cảm giác đau đớn, hoàn toàn là một thứ vũ khí giết người lợi hại. Đương đầu với nó có thể xem là rất khó giải quyết. Lâm Động chợt chân dẫm lên mũi kiếm huyền phù trên phù khôi, ánh mắt điệp nhìn chằm chằm vào Vương Viêm nơi xa cũng bị thương giống hắn, chợt lòng vất tay lên, thuần nguyên đan liền từ trong túi cản khôn nhanh chóng bay ra. Mà khi những viên thuần nguyên đan này tiếp xúc cơ thể phù khôi, hóa thành vô số thuần nguyên lực tuôn ra. Giờ phút này tuy rằng mỗi một lần phù khôi công kích sẽ tiêu hao một lượng lớn thuần nguyên đan, nhưng Lâm Động không còn lo được nhiều như vậy. Cho dù là liều đến khuynh gia bại sản, hôm nay hắn nhất định phải đánh chết hoặc đánh cho tàn phế tên khốn kiếp này. Cùng với một lượng lớn thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực chút vào phù khôi, bên ngoài cơ thể hắn ánh sáng thanh đồng cũng rạng ngời, thậm chí trong khóe mắt sâu thẳm đó nhìn thấy được tia sáng thanh đồng xuất hiện đi. Lại thêm 2000 viên thuần nguyên đan như nước chảy trút ra, Lâm Động không có thời gian để đau lòng, bàn tay nắm chặt phù khôi hiện nên nhanh chóng một cái tiếng hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ bắn ra. Tốc độ ấy khiến vang lên từng tiếng nổ dữ dội, xuất hiện trước mặt Vương Viêm. Không có chút chần chừ, quyển tay phát ra tia sáng thanh đồng vô cùng nồng nặc, một quyền tung ra, quyển xuất khí bạo. Tốc độ của phù khôi lại một lần nữa vượt ngoài dự liệu của Tiêu Viêm. Cho đến khi hiện tại hắn mới hiểu được đơn độc một mình đối phó với phù khôi kia khó khăn đến mức nào. Có điều trước mắt đã không còn đường thoái lui, bàn tay vừa phất đại la kim thương trong tay liền đặt ngang trước mặt. Bàng, quyền đầu thanh đồng giống như là một ngọn núi đập mạnh lên trên thanh đại la kim thương. Sức mạnh đáng sợ khiến cho thanh kim thương chấn động đến mức cong xuống. Sau đó thân hình của Vương Viêm bay ngược ra sau, hùng hằng quật vào vách đá, cơ thể bị lún sâu trong đó, nơi khóe miệng thậm chí còn máu tươi chảy ra. Đi, Lâm Động theo sát tới, sắc mặt âm hàn. Lại một lần nữa 2000 viên thuần nguyên đan rót vào phù khôi, mà cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi đau đớn này tiếp tục một lần nữa tung ra. Ngay lúc phù khôi tiến công, tên Vương Viêm đó cũng bay lên không trung, sắc mặt dữ tợn, kim thương trong tay phát sáng màu vàng. Một tiếng quát giận dữ, kim thương chút xuống hung hăng quét trên thân phù khôi. Suy, đại la kim thương không hổ danh địa linh bảo cao cấp. Khi sức mạnh sắc bén chút xuống thân phù khôi, trực tiếp khiến nó dao động. Trọng thương này nếu là kẻ khác e rằng sẽ lấy mạng người, nhưng phù khôi không có chút cảm thấy đau đớn, thân thể dao động. Hắn vẫn là điềm nhiên nắm chặt tay. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Vương Viêm chen vào, cuối cùng một quyền hung hăng tung trên người hắn. Oanh, cơ thể Vương Viêm cuối cùng bị oanh ngay chính diện, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, khắp trên quần áo hắn đều bị luồng cự lực đó làm cho tan nát. Giờ phút này Vương Viêm bị đánh cho thành một người lõa thể, một vật màu đen cũng bay ra. Lâm Động không xa thấy thế, một cái lực hút vội vàng tuôn ra trực tiếp trong ánh mắt kinh hãi cường lộ của Vương Viêm, đem vật đó hút trong lòng bàn tay, chính là túi cản khôn màu tím đen. Nhìn cái túi tạo hình tinh xảo này, hiển nhiên chính là túi cản khôn cao cấp hiếm thấy. Khiến ta ra tay một cách lãng phí như vậy, đây chính là thù lao. Bỏ lấy túi cản khôn, Lâm Động không hề khách khí, bỏ trong ngực, cười nhạt nói. Nhìn thấy túi cản khôn bị Lâm Động đoạt mất, Vương Viêm gần như tức muốn thổ huyết, chợt lớn tiếng nói: "Thẩm lão giết chết tiểu tử này." Nghe thấy tiếng quát lớn của Vương Viêm, Lâm Động đột nhiên cả kinh, tên này còn có cả trợ thủ sao? Tuy trong lòng khiếp sợ, phản ứng của Lâm Động cũng không chậm, vội vàng lấy trong tay triệu hồi phù khôi, thân hình nhanh chóng thoái lui. Vương Viêm thiếu gia, lão phù sớm đã nói qua, để ta ra tay là ổn, người phải phí công sức. Ngay lúc thân hình Lâm Động nhanh chóng thoái lui, một giọng nói có chút xả dặn cũng đột nhiên vang lên giữa không trung. Chợt một thân ảnh già lua hiện xuất bên cạnh Vương Viêm, dưới chân hắn dẫm lên một luồng ánh sáng màu xám. Cùng lúc với sự xuất hiện của lão giả thân hình già lua ấy, một luồng khí thế không kém gì so với Lâm Lang Thiên lặng lẽ tràn ra, tạo khí cảnh. Nhìn lão giả áo xám, nhãn đầu Lâm Động co mạnh lại, trong lòng cũng dần dần trầm xuống. Chương 185: Cứu viện. Lão giả áo xám
chân dẫm lên vòng tròn màu xám, khoanh tay mà đứng. Chòm sâu phất phơ, một cái luồng khí tức cường hãn khiến cho người ta phải kinh hãi từ trong cơ thể lão ta chậm rãi tỏa ra, khiến cho nguyên lực ba động giữa trời và đất chấn động lên. Phương Viêm lúc này nhận thấy quần áo trong tay lão già áo xám đó mặc vào dáng vẻ có chút chật vật, vốn dĩ với thực lực quán cộng thêm đại la kim thương cũng không đến nỗi bị phù khôi bức tới mức này. Chỉ là khi nãy giao đấu với Lâm Động, bản thân vốn dĩ tiêu hao sức lực, điều chủ yếu là trước đây hắn lại coi phù khôi chính là đối thủ chủ chốt của mình. Cây thương sắc bén của hắn vốn dĩ xuyên qua tim của phù khôi, đây coi như là một kích chí mạng, nhưng đáng tiếc phù khôi không có tim. Nhược điểm của tất cả nhân loại vốn không tồn tại trên cơ thể nó, cho nên ngay lúc Vương Viêm đang xả hơi, phù khôi lần nữa đưa tới sự phản kích vô cùng lợi hại. Nếu hắn không kịp đề phòng, hắn cũng sẽ bị đánh đến tơi tả. Thương thế trên mình hôm nay cũng không nhẹ. Thẩm lão chém giết tiểu tử đó. Mặc quần áo xong, sắc mặt Vương Viêm trở nên âm trầm dị thường. Lão giả bên cạnh hắn chính là hộ vệ gia tộc phái tới. Suy cho cùng, địa vị của hắn trong gia tộc Phương Thị cũng không thấp, thiết nghĩ cũng có chút đặc quyền là lẽ đương nhiên. Có điều, lúc trong cổ mộ phủ, vì tứ đại gia tộc đều có ước định, chỉ riêng có hắn là chưa từng lộ mặt. Mà chuyến này khi đến cản trở Lâm Động, Vương Viêm cũng nghĩ qua trực tiếp để thẩm lão ra tay, nhanh chóng giải quyết đối phương. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng vẫn là đích thân động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn vốn không cho rằng giải quyết Lâm Động có khó khăn gì. Hắn vốn là cao thủ tạo hình cảnh, trong tay có linh bảo cao cấp đại la kim thương. Nói ra, cho dù là trong tạo hình cảnh, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, thực lực này chẳng lẽ ngay cả một tiểu tử nguyên đan cảnh đại viêm mãn cũng không giải quyết nổi sao? Đương nhiên, hiện thực tàn khốc cuối cùng cho hắn một cái đáp án. Tiểu tử kia nhìn thấy chướng mắt này, quả thực không dễ giải quyết như vậy. Nghe thấy âm thanh phẫn nộ của Vương Viêm, lão giả được gọi là thẩm lão cũng mỉm cười, chợt ánh mắt quét qua Lâm Động cười nói: với thực lực nguyên đan đại viêm mãn có thể bức Vương Viêm thiếu xa tới mức này, ngược lại đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy trong nhiều năm qua. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, bàn tay nắm chặt thiên lân cổ kích khống chế phủ khôi đang ở trước mặt. Cho dù là giao đấu với Vương Viêm, hắn cũng không có dùng hết thủ đoạn. Còn thực lực của lão giả này lại đạt đến tạo khí cảnh, nếu như lão ra tay, Lâm Động hiểu rằng kết cục của hắn rất thảm. Có điều bất luận đối phương có bại đến mức nào, chí ít cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Người đem linh bảo sao ra, sau đó tự trói chân tay để cho Vương Viêm thiếu ra đích thần xử phạt đi. Lão giả áo xám đỡ chỏm dầu nhẹ nhạt cười nói. Lòng Lâm Động cười nhạt không thèm để ý tới, thân hình vừa động dẫm lên mũi kiếm cực tốc thoái lui. Nhưng ngay lúc đó hắn thoái lui, tay áo hắn vừa vùng một lần nữa đem 2000 viên thuần nguyên đan chút trong phù khôi. Ai thấy Lâm Động có ý muốn chạy trốn, lão giả áo xám cũng khẽ thở dài, thân hình khẽ động, vô số đạo tàn ảnh hiện trên bầu trời, mà thân hình của ông lại với tốc độ cực kỳ khủng khiếp đuổi theo Lâm Động. Ngay lúc lão giả áo xám đuổi theo, tâm thần Lâm Động khẽ động, phù khôi một lần nữa bắn ra ánh sáng thanh đồng phóng thẳng hướng đối phương. Chỉ dựa vào phù khôi trung đẳng đó vẫn không có cách nào cứu được mạng ngươi. Nhìn phù khôi bắn tới, lão giả áo xám cười nhạt, bàn tay thô ráp đột nhiên thám thính nguyên lực hùng hãn luôn tuôn ra mạnh mẽ, hóa thành một cái núi nguyên lực lớn gần 10 trượng, sau đó tung xuống trực tiếp đập lát phù khôi trên mặt đất, ép chặt nó lại. Nhìn thấy phù khôi chỉ dưới một chiều đã bị áp chế, lòng Lâm Động cũng kinh ngạc, đây chính là sức mạnh của tạo khí cảnh sao? So với tạo hình cảnh quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Bàng, thân hình vội lui, phù khôi mà Lâm Động khống chế đang dễ dụa, dưới sự chấn áp của ngọn núi nguyên lực lúc này đây, Lâm Động toàn thân ảm đạm, hiện nhiên đã tiêu hao không ít nguyên lực. Chợt Lâm Động chỉ có thể khẽ thở dài, đem nó thu vào túi tàn càn khôn, ánh mắt lập tức lóe lên kế thoát thân. Nhìn thấy Lâm Động thu lại phù khôi, lão giả áo xám đỏ cũng không ngăn trở, cười nhạt một tiếng, bàn tay cử động, nguyên lực hội tụ một lần nữa hội tụ thành một cái ngọn núi nguyên lực, lần này lại trực tiếp hướng tới Lâm Động bổ xuống. Ngọn núi nguyên lực gào thét mà xuống, mang theo tiếng kêu âm vang bạo liệt, chấn động khiến cho màng nhĩ cũng có thể đau nhức. Thế tiến công này quả thực còn mạnh hơn cả Vương Viêm thi triển đại la kim thương. Lâm Động đem 3000 viên thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực chút vào trong thạch phù. Trong lúc nguy cấp,
Giọng nói Tiểu Điều đột nhiên vang trong lòng Lâm Động. Nghe vậy, Lâm Động khẽ cắn răng, chợt cũng không chần chừ, tâm thần khẽ động, thuần nguyên đan không ngừng tụ từ trong túi cạn khuôn rơi xuống tuôn ra, cuối cùng rơi trong bàn tay. Sau đó thạch phủ cũng phát ra một lực hút với trạng thái như muốn nuốt chửng, đem thuần nguyên đan tuôn hết nuốt vào. Cuối cùng rất nhiều thuần nguyên đan như vậy rớt vào thạch phủ, Lâm Động có thể cảm nhận được một luồng nguyên lực cực kỳ mạnh đang chuyển động, nhanh chóng khuếch tán ra. Ong ong, sức mạnh khuếch tán đột nhiên có từng luồng ký tức màu đen tuôn ra từ lòng bàn tay Lâm Động. Sau đó luồng ký tức màu đen này nhanh chóng hội tụ giữa không trung, trong chớp mắt hóa thành một cái cơn lốc màu xoáy đen lớn gần 10 trượng. Suy suy, lốc xoáy vừa thành hình, ngọn núi nguyên lực lấy ấp áp bách mà tới. Mà ngay lúc chúng tiếp xúc, từng luồng sức ăn mòn khủng khiếp thoáng chốc từ trong cơn lốc xoáy khích tán mà ra. Mà dưới cái sự ăn mòn đó, ngọn núi nguyên lực lại là dần sụp đổ. Nhìn thấy ngay đến cả ngọn núi nguyên lực đều ngừng tụ từ cao thủ tạo khí cảnh, trực tiếp bị Tiêu Viêm ăn mòn, Lâm Động không khỏi há miệng. Bản lĩnh của tên này quả nhiên không tầm thường. Đừng quá ỷ vào ta, bây giờ thực lực ta quá yếu, chống đỡ cao thủ tạo khí cảnh. Cứ tiếp tục như vậy, không đến 2-3 chiêu nữa sẽ tận lực mất. Vẫn là nhanh chóng thoát đi. Ngay lúc Tiêu Viêm, ngay lúc Lâm Động vui mừng, tiếng thở gấp của Tiểu Điều cũng vang lên trong lòng hắn. Nghe thấy lời này, tâm trạng vui vẻ lúc nãy của Lâm Động chợt trở lên lạnh lùng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tên này thì ra là ngoại cường nội nhược. Ý, lão giả áo xám cũng vì cảnh tượng này mà ngẩn người, chợt ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về Lâm Động nói: không ngờ người còn có thủ đoạn quỷ dị như thế. Có điều lão đây ngược lại muốn xem thử người có thể đỡ nổi công kích lần này của ta không. Giọng nói của lão giả áo xám vừa dứt, thân hình lập tức cử động, vòng tròn màu xám dưới chân lão gào thét điên cuồng chuyển động. Ngay trước mặt hắn, một cái luồng sắc bén đến cực hạn xoay quanh cái vòng tròn nhỏ đó. Ô quang nhận thiết thiên địa, vòng tròn xám đỏ điên cuồng chuyển động, cho dù cách xa gần trăm trượng nhưng Lâm Động vẫn cảm nhận được da thịt đau nhói, thậm chí ngay cả thành thiên lân cổ kích trong tay cũng đang rung lên. Thiết nghĩ cũng đến lúc cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ rồi. Đi, lão giả áo xám vốn không cho rằng Lâm Động có bất kỳ thời gian thoát thân. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên một chỉ điểm ra. Tốc độ chuyển động của cái vòng tròn đột nhiên gia tăng với một cái tốc độ mà mắt thường không thể phát giác được, oanh về phía Lâm Động. Trong nhãn đồng của Lâm Động chỉ có thể nhìn thấy một cái đạo ánh sáng lướt qua bầu trời, rồi sau đó hắn liền cảm giác được trên bề mặt da dường như bị những cái luồng kình phong cực kỳ sắc bén cắt thành từng đường vết thương nhỏ. Từng giọt máu tươi bao trùm lấy thân thể. Đối mặt với thế công này, trong lòng Lâm Động cũng bị bao trùm bởi sự nguy hiểm. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn tiến vào, hình thành một cái hàng rào tinh thần phòng ngự. Cùng lúc đó, lòng bàn tay hắn một lần nữa bắn ra những cái luồng ánh sáng màu tím đen, chợt ngưng tụ với nhau hùng hãn, bổ xuống đạo ô quang bàn đó. Suy, tia sáng màu đen va chạm với ô quang bàn lần này lại vốn không đạt được hiệu quả rõ ràng như mong muốn. Sức ăn mòn đó chỉ khiến cho tốc độ của ô quang bàn chậm lại đôi chút, liền bị cắt đứt, bang bang phá vỡ sự kiềm hãm của cái tia sáng màu tím đen. Tốc độ ô quang bàn thoáng qua cũng để lại đôi chút, song vẫn là vô cùng sắc bén, thẳng tới Lâm Động. Phòng tuyến tinh thần của Lâm Động gần như không đạt được hiệu quả lớn, liền trong khoảng thời gian ngắn bị phá giải hoàn toàn. Nhìn ô quang bàn nhanh chóng phóng lớn trong nhãn đồng, Lâm Động cũng nắm chặt thiên lần cổ kích trong tay. Sau đó
Ngay lúc hắn chuẩn bị liều một phen, bên tai hắn đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Bất chợt một đạo thanh mang lướt qua khóe mắt, cuối cùng va chạm tới ô quang bàn đó. Thanh mang xem rất nhỏ, nhưng lúc va chạm lại là phát tiếng nổ vô cùng lớn mạnh, thậm chí đến cả ô quang bàn mắn lâm động. Tiểu điêu liên thủ bó tay không có biện pháp, trực tiếp bị thanh mang ấy đánh bay ngược ra sau. Viện trợ đột nhiên mà tới, khiến Lâm Động và lão giả áo xám ngẩn người, ánh mắt chợt vội vàng nhìn về phía quang thanh mang đó, chỉ nhìn thấy ánh sáng xanh tản ra, hóa thành một cái cánh sen màu xanh, đem ô quang bàn dội ngược về. Lâm Động chưa kịp phản ứng, lại thêm một cái tia sáng xanh xé trời mà đến, trực tiếp bao trùm người hắn. Sau đó hắn cảm nhận được từng trận xé gió bên tai, trong mơ hồ có một mùi hương thẩm thấu sâu vào lòng người lặng lẽ bay tới. Nhìn thấy Lâm Động được kẻ khác cứu đi, sắc mặt lão giả áo xám chợt đổi, vừa muốn đuổi theo lại truyền đến tiếng nói của Vương Viêm: "Không cần đuổi nữa." Lão giả áo xám khựng lại, quay người nhìn Vương Viêm với sắc mặt âm trầm, chân mày chau lại. "Vương Viêm thiếu gia, người biết người đó là ai?" Sắc mặt Vương Viêm xanh xám bất định, chợt xoay người vất tay áo mà đi, không để lại âm thanh lạnh lùng: "Làng ta nếu như muốn cứu người, người cản không nổi làng ta đâu." Chương 186: Lời tuyên bố trên đỉnh núi. Gió núi lạnh thấu xương, Lâm Động nhìn bóng hình xinh đẹp tao nhã bên cạnh vách núi đi phía trước. Gió nhẹ phất đến, tóc đen hất lên, rất có một loại phong thái thoát tục, phá không mà đi. Đột nhiên viện binh tới, Lâm Động hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng nữ nhân này, còn thần tình sát khí trước đó không lâu, lại chủ động ra tay cứu hắn. Khụ khụ, rằng co. Trầm mặc trên đỉnh núi nửa ngày, cuối cùng Lâm Động ho khan một tiếng, chắp tay nói: "Đa tạ thánh trúc cô lương ra tay tương trợ, ta cứu ngươi chỉ là muốn giết ngươi." Âm thanh Lâm Động vừa dứt đã bị câu nói nhàn nhạt phiêu phiêu nghẹn lại, khiến cho sắc mặt xấu hổ chợt cười. Vậy điều này cũng khó tránh khỏi vẽ rắn thêm chân. Lăng Thanh Trúc cũng không trả lời, thần sắc vẫn lạnh như băng. Chỉ có điều sau khi lạnh như băng có một tia ba động cực nhạt. Một lát sau nàng xoay người nhìn thiếu niên nói: "Thực lực của ngươi quá yếu." Âm thanh của nàng không có vẻ khinh thường, nếu có chỉ sự thực là thuật lại. Không có ai mạnh ngay từ đầu. Dưới sự lãnh đạm đó, Lâm Động cũng thở một hơi chậm rãi nói: 2 năm sau người vẫn không phải đối thủ của Lâm Lang Thiên. Sự khiêu chiến này của người không hề có ý nghĩa, chính là uy phong giống như thất bại cuối cùng mà thôi. Lăng Thanh Trúc nhàn nhạt nói. Nghe Lăng Thanh Trúc nói thế, sắc mặt Lâm Động lập tức trầm xuống. Có lẽ là trong lòng có sợi tơ nào đó quấy phá, hắn có thể duy trì bình tĩnh khi bọn người Vương Viêm khinh thường cười lạnh. Nhưng trước mặt Lăng Thanh Trúc, người nữ nhân đầu tiên có quan hệ xác thịt với hắn, lời nói này khiến hắn chịu không nổi. 2 năm sau ta sẽ đánh bại hắn. Lâm Động hít một hơi, dương mắt nhìn Lăng Thanh Trúc nói. Lăng Thanh Trúc nhìn trong mắt thiếu liên lộ ra vẻ vô cùng bướng bỉnh cùng kiên nghị, phảng phất không biết tự tin của hắn từ đâu tới. Lát sau lông mày nàng khẽ động, quay đầu nói đi: "Lần này cứu ngươi chỉ muốn người đáp ứng ta một cái điều kiện. Việc của cậu mộ phủ vĩnh viễn giấu trong bụng ngươi, không cần truyền ra, thậm chí lập tức chính ngươi cũng phải cho rằng chưa từng phát sinh." Nghe được âm thanh bên tai mang nhiều điểm lãnh ý của Lăng Thanh Trúc, chẳng biết tại sao Lâm Động trong cơ thể đột nhiên xúc động, hai nắm đấm rung động. Đối với sự tình này hắn cơ hồ đoán trước, nhưng thiếu niên tâm nhiệt tóm lại là có thêm các loại cảm xúc, có lẽ xem ra là không thiết thực, thậm chí là ảo tưởng non nớt. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu được hơn rõ ràng, Lăng Thanh Trúc không phải loại nữ tử sau khi bị chiếm thân mình sẽ đem thể xác và tinh thần giao cho đối phương. Nữ nhân này nội tâm thành ngạo quá mức, rất khó tưởng tượng nam tử trong thiên địa sẽ chân chính có được nàng để ý. Mà hắn ở trong mắt nàng, Lâm Động tin tưởng rằng nếu không phải bởi việc cổ mộ phủ, hai người tuyệt không có giao thiệp. Nàng là phượng hoàng bay lượn trên bầu trời, còn Lâm Động chính là một con ấu lang đang trên đường cường đại. Mặc dù bởi vì ngẫu nhiên xuất hiện gặp gỡ, nhưng không thể trông cậy vào phượng hoàng sẽ dừng lại dựa vào bên cạnh hắn. Việc này Lâm Động biết rõ, nhưng rõ ràng thì rõ ràng, muốn tiếp nhận lại là chuyện không dễ. Thiếu niên mặc dù biết ẩn nhẫn, nhưng đồng dạng có lòng tự trọng rất cao.
Hắn có thể khuất phục ẩn nhẫn trước Lâm Lăng Thiên, nhưng rất khó bình tĩnh trước giọng nói của Lăng Thanh Trúc, vẫn duy trì thái độ hờ hững. Từ góc độ mà nào mà nói, tất cả kích thích sau này càng lớn hơn. Bởi vì ta yếu, mặc dù ngươi kể cả là Lâm Lăng Thiên, lời của ta nói vẫn không thay đổi. Đôi mắt Lăng Thanh Trúc cụp xuống, ngữ khí bình tĩnh. Nếu ta mạnh hơn Lâm Lăng Thiên thì sao? Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn Lăng Thanh Trúc. Người đang muốn chết. Lăng Thanh Trúc mày liễu khinh túc, âm thanh bằng lãnh nói: nếu như người còn nói như vậy, ta trực tiếp giết người trong này. Không nên cho rằng ta không thể ra tay. Không cần cho rằng ta đang nhục nhã ngươi. Chuyện của ta và ngươi chỉ cần lộ một chút ít. Đừng nói là ngươi, dù là gia tộc họ Lâm thị kia, tất nhiên cũng hoàn toàn bị khử trừ. Ngươi không phải là kẻ ngu dốt, nên biết cái gì làm, cái gì không nên. Một số việc bất luận ngươi có bao nhiêu nghị lực quả quyết cũng không làm được. Làm người đường lượng lực mà đi. Nghe được Lăng Thanh Trúc lời cuối cùng khẽ tiếng động lãnh lệ, Lâm Động ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, mới âm thanh trầm thấp nói: việc cổ mộ phủ ta không nhắc tới bất luận kẻ nào. Mặc dù ngươi luôn khinh thường ta, nhưng hôm nay ngươi và ta có cứu mạng tri ân, ân này Lâm Động sẽ trả. Muốn báo ân tình chờ sau khi ngươi có tư cách tham gia bách triều chi chiến rồi nói. Lăng Thanh Trúc thành màu liếc nhìn Lâm Động, sau đó tào nhã xoay người thướt tha mà đi. Bách triều chi chiến. Lâm Động dùng mình. Đã đến khi người thực sự thắng Lâm Lăng Thiên, tự nhiên có tư cách biết cái này là cái gì. Nhưng nếu ngay cả điểm ấy người chưa từng đạt tới, người nghị lực cùng với lý do thoái thác như vậy chỉ là võ mồm mà thôi, khiến cho người ta chê cười. Ta nếu có thể thoát ra từ bách triều chi chiến, có đủ tư cách hay không? Trong giọng nói đột nhiên có chút biến hóa của Lăng Thanh Trúc, Lâm Động phảng phất nhận ra được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tuyệt thế thiên hạ kia bước trên thanh niên, trầm giọng nói: từ cách mà nói, hắn tin tưởng Lăng Thanh Trúc có lẽ hiểu. Cũng đúng như hắn dự đoán, bóng hình xinh đẹp Lăng Thanh Trúc khẽ dừng lại, trầm mặc một lát mới nhàn nhạt nói: miễn cưỡng đủ, chẳng qua ta không cho rằng ngươi có thể tới được bước đó. Đây không phải là khinh thị, mà là sự thật. Bất luận người tiếp thu hay không tiếp thu, nó cũng không thay đổi. Lâm Động gắt gao, gương mặt nhìn bóng hình xinh đẹp kia phảng phất tụ tập thiên địa linh khí, ánh mắt đột nhiên trở lên cực kỳ nóng cháy, cùng với không chút nể nang. Sẽ có ngày đó, đến lúc đó ta sẽ đứng trước mặt ngươi, sau đó nói với ngươi, nữ nhân nào ngủ cùng ta thì nhất định là của ta. Thiếu liên đột nhiên không hề sợ hãi, thậm chí làm càn, trực tiếp khiến cho bóng hình xinh đẹp kia cứng đờ. Có thể tưởng tượng giờ phút này hai má tuyệt mỹ dưới sa mỏng kia đúng là đặc sắc cỡ nào. Phanh, mà lời của Lâm Động làm càn cuối cùng cũng đưa tới một trượng ấn thanh quang đúng như dự đoán, hùng hàng oanh trên lồng ngực hắn, giống như một khối cự nham thạch oanh kích. Thậm chí lập tức khóe miệng đều chảy vết máu, nhưng đối với việc này Lâm Động lại không chút thống khổ, ngược lại cười lớn: lời nói ngu xuẩn chẳng biết thế này. Trước khi bước được đến bước đó đã lớn tiếng, cuối cùng không thể đạt tới. Chỉ một lần này nếu không hậu quả, không phải là một trưởng triệt tiêu. Ta đối với người đã lưu tình, nếu tiến thêm bước nữa liền thực phải giết ngươi. Bóng người tuyệt thế thiên hạ bước lên thanh niên, khẽ nghiêng đầu nhìn Thiếu Liên bướng bỉnh, cơ hồ là bị khảm trong cự thạch, nhưng ánh mắt lại vẫn cực kỳ nóng cháy, cùng với kiên cường trong con người trong suốt kia đột nhiên nảy lên một luồng ba động cực nhạt. Lâm Động, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi, ngươi không yếu ớt như vậy. Mạnh thực sự không phải dựa vào võ mồm. Nhẹ tiếng động xoay quanh đỉnh núi, thanh niên hào quang bắt đầu khởi động, xoay trở lại, dưới ánh mắt của Lâm Động hóa thành một cái thanh quang liền hướng phía chân trời, trong giây lát đều tiêu tán. Nhìn thanh quang biến mất ở phía chân trời, Lâm Động cũng hít một hơi, từ đá núi nhảy xuống, phun ra huyết bọt trong miệng. Nữ nhân kia một trượng nhìn như nặng nề, chẳng qua hiện nhiên cũng có chừng mực, nếu không hắn không có khả năng nói chuyện đơn giản như thế. Tiểu tử, người thật đúng to gan. Lúc trước nữ nhân kia nổi giận thực sự, người có 9 cái mạng cũng không đủ. Tiểu Điều thoáng hiện trước mặt Lâm Động cười quái dị.
nghẹn như vậy để làm chi? Cũng không sợ nghẹn ra lội thương sao? Lâm Động cười cười, ánh mắt nhìn Lăng Thanh Trúc biến mất, nói: đợi lần sau gặp lại, ta muốn quang minh chính đại. Kéo cái khăn che mặt của nàng xuống. Có mê lực hắc, chẳng qua là có chút khó thực hiện. Muốn chính đại quang minh kéo cái khăn che mặt của nữ nhân kia còn khó hơn so với việc đánh bại Lâm Lang Thiên. Tiểu Điều dựng móng vuốt, sau đó đả kích nói: tuy ta không biết rõ thân phận thực sự của nữ nhân đó, nhưng mà nghĩ đến có lẽ có chút khó lường. Tiểu tử ngươi nghĩ muốn dụ dỗ người ta còn non lắm. Lâm Động khẽ cười, cũng không cần Tiểu Điêu đả kích. Mặc kệ thân phận của Lăng Thanh Trúc có cao thế nào, gia cảnh cường đại ra sao, nhưng hắn vẫn là kiên quyết không dễ dàng buông tha. Hắn thực không tin hắn không thể đạt tới bước đó. Lâm Động như vậy liền sự thực dùng cuối cùng cũng khiến cho nàng ta tin tưởng. Mặc dù đây là phải trả giá lớn lao gian khổ, nhưng Lâm Động không hối hận chút nào. Con người sống một đời trong lòng vô trí, đó là sống uổng phí. Mà trí của Lâm Động đó là khi trở thành cường giả chân chính, lại lần nữa đứng trước mặt nàng. Không phải muốn căn cứ nhiệt huyết chứng minh cái gì, chính là muốn cho nàng ta biết, nhiều năm trước trên đỉnh núi, lời nói phủ định của nàng Tiểu Liên này có thể nghịch chuyển. Ý tưởng như vậy hiện tại có lẽ xem ra không thể thành công, nhưng Lâm Động cũng không từ bỏ. Đừng nghĩ quá xa sự thật đi, tiểu tử, lần này vì chạy trốn, người ước chừng xuất ra 1.000 mai thuần nguyên đan. Hiện tại người ở nơi này bất quá chỉ còn 1.000 mai cuối cùng. Khi ánh mắt Lâm Động nhìn xa xa, thanh âm Tiểu Điêu nhàn nhạt đột nhiên hắn cứng ngắc một chút, đau lòng lập tức. 1.000 mai. Này vương bắt cao tử, thuần nguyên đan trong tay cơ hồ là khoảng khắc ngâm nước một đống. Chuyện này khiến cho Lâm Động đau lòng tới mức cắn răng nghiến lợi, mắng Vương Viêm vô số lần. Đây không phải là đánh nhau, rõ ràng chính là dùng tiền ném người. Hoàn hảo lần này một phen đem túi càn khôn của tên kia đoạt tới. Người này địa vị không thấp trong gia tộc họ Vương thị, thân gia coi như là được đền bù. Sau khi đau lòng, Lâm Động đột nhiên nhớ tới túi càn khôn đoạt được từ nơi Vương Viêm, lúc này mới vội vàng lấy túi càn khôn ra, sau đó bắt đầu bốc lên. Hắn thật phải xem tài sản của người này đến tuyệt cùng có bao nhiêu thâm hậu. Ngàn vạn lần đừng cho ta thâm một tiền. Khi mở túi càn khôn, Lâm Động cắn răng nói: